Song hỷ lâm môn Đây là tốt những con giáp có tình tiền như ý Chạm tay vào may mắn Trong ngày mùng 9 tháng 2 âm lịch ngày tân Tỵ. Một lần nữa xin được chúc mừng Tất cả những con giáp có tên trong chương trình ngày hôm nay Thưa quý vị Bước sang ngày mùng 9 tháng 2 âm lịch Thì đường tài vận của những con giáp này tăng trưởng dồi dào Các bạn sẽ có những cái bước tiến lớn Trong sự nghiệp Dù các bạn làm trong lĩnh vực gì Thì cũng sẽ gặp được may mắn trong cái vấn đề về tiền bạc Nhiều bạn còn nhận được những khoản tiền lộc Từ những người thân, từ bạn bè hoặc là từ khách hàng mang lại Quý nhân cũng sẽ xuất hiện giúp cho cái cuộc sống của các bạn có nhiều cái điểm sáng Thành công thì nối tiếp thành công, sự nghiệp thì bước lên một cái tầm cao mới Đi đôi với sự nghiệp sáng chói là cái chuyện tình cảm cũng sẽ đẹp như tranh vẽ Những người có đôi có cặp thì càng ngày càng mặn nồng và hạnh phúc Còn những người độc thân thì cũng sẽ được người thân, được bạn bè giới thiệu cho những cái người hợp ý Một lần nữa xin được chúc mừng tất cả những con giáp may mắn có tên trong chương trình ngày hôm nay À thưa quý vị, chúng ta biết ngày mùng 9 tháng 2 âm lịch nó là ngày Tân Tỵ. Cục diện đầu tiên chúng ta có là Tỵ thân là lục hợp. Vậy nên những người tuổi thân sẽ là con giáp may mắn đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. À, thưa quý vị, có lẽ hôm nay sẽ là một cái ngày tràn đầy cái hứng khởi cho những người tuổi thân. Nhờ cái cục diện là Tỵ thân là lục hợp nó tương trợ, nó che chở, nó giúp đỡ. Con đường sự nghiệp của những người tuổi thân cũng đang trên đà phát triển. Có vẻ như những cái thành tựu mà các bạn từng đạt được sẽ củng cố cái vị thế của các bạn tại cơ quan, tại nơi làm việc. À, những người tuổi thân trong ngày hôm nay cũng không cần phải lo lắng về cái chuyện tiền bạc. Tuy không đến mức phát đạt quá, nhưng mà vẫn đủ ăn đủ tiêu, vẫn có thu nhập đều đặn. Không lúc nào là bị túng thiếu, cứ hết rồi lại có. Thỉnh thoảng còn được người cho hoặc là có cái khoản thu thêm từ bên ngoài cũng đủ trang trải cho cái cuộc sống, thậm chí là mua được những cái món đồ mà mình yêu thích. Nếu muốn dư giả thì con giáp này cần phải mạnh dạn làm việc, lại nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa. À, thêm nữa, cái cát khí do cục diện lục hợp mang lại nó còn sẽ giúp cho cái vận trình nhân duyên của những người tuổi thân được mở rộng. Nếu là một người mà còn đang lẻ bóng, có thể các bạn sẽ vô tình gặp được một cái đối tượng như ý. À, Chưa biết liệu hai người có đi cùng nhau đến suốt cái chặng đường dài hay không, nhưng đây cũng sẽ là một cái tín hiệu vô cùng là thú vị đấy và gì có ảnh hưởng tích cực đối với đời sống của những người tuổi thân. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi thân cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân, tí, thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thân. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. À, tiếp theo con giáp may mắn thứ hai trong ngày hôm nay ngày 9 tháng 2 lịch ngày Tân Tỵ thì không ai khác đó chính là những người tuổi Dậu. À, những người tuổi Dậu được cục diện là Tỵ Dậu Sửu là tam hợp nhờ cục diện tam hợp nâng đỡ vậy nên những người tuổi dậu sẽ nắm được cái bí quyết để tiến băng băng trên con đường mà mình đã chọn cơ hội đang đến nên là các bạn hãy tận dụng cái khoảng thời gian này để giành lấy cái vai trò lý tưởng của mình trong công ty thể hiện cái vị trí không thể thay thế được của mình bên cạnh đó cái chuyện tài chính của những người tuổi dậu cũng đang khá là ổn định à, nên là các bạn có thể nghĩ đến cái việc đầu tư thêm các khoản sinh lời để đảm bảo cho cái tương lai của mình tuy nhiên các bạn cũng không nên quá nóng vội lao vào những cái dự án đầu tư mạo hiểm, kẻo mọi thứ nó lại biến mất một cách nhanh chóng. Các bạn cũng sẽ gặp nhiều cái niềm vui và cái sự bất ngờ trong cái chuyện tình cảm. thì đây là lúc thích hợp để hai bạn tiến đến một cái trang mới trong cái chuyện tình cảm nữa đôi. nên quý vị hãy cứ mạnh dạn cho người ấy biết được cái cảm xúc thật sự của mình nhé. và để bảo vệ cái hạnh phúc và mang lại cái may mắn về tài lộc tiền bạc, thì những người tuổi dậu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị, rộng, xỉu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng nữa được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi dậu. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo con giáp may mắn thứ ba mà tử thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn không hay khác đó chính là những người tuổi xíu. Những người tuổi Sửu trong ngày hôm nay, ấy, ngày 19 tháng 2 âm lịch được cục diện là tị, rộng, xỉu là tam hợp. Thêm nữa, những người tuổi Sửu lại được thiên ấn nó trợ lực. Đấy thiên ấn nó cũng cho thấy công việc của các bạn tiến triển theo cái chiều hướng ngày càng tốt hơn. Nhờ có quý nhân xoay đường chỉ lối nên là bản mệnh sẽ giải quyết được những cái khó khăn trước mắt một cách là tốt nhất. Đấy. À, các bạn cũng hoàn thành tốt những cái nhiệm vụ không khuất phục trước bất cứ cái chướng ngại nào Đấy. bản mệnh cũng đang làm rất tốt cái nhiệm vụ của mình lúc này thì nên tiếp tục hoàn thiện những gì mà mình đang làm tốt tránh rẽ sang những cái vùng đất xa lạ đây không phải là cái thời điểm tốt để ký kết thỏa thuận cái hợp đồng mới bên cạnh đó trong ngày hôm nay thì lại được cục diện tam hợp nó tương trợ giúp đỡ cái cục diện tam hợp nó cũng dự báo là những người tuổi xíu sẽ dễ dàng nhận được những tin vui trong chuyện tình cảm nhân duyên thì vô cùng tốt đẹp những người độc thân thì có người thầm thương trộm nhớ nếu mà cảm thấy mình cũng có cả tình cảm thì quý vị hãy chủ động bật đèn xanh để nâng cấp cái mối quan hệ của mình lên một cái tầm cao mới à, thêm nữa các cặp đôi thì luôn biết cách thắt chặt cái tình cảm để gìn giữ cái mối quan hệ hiện tại bí quyết của hai bạn là luôn chia sẻ rõ ràng với nhau mỗi ngày nhờ vậy mà tránh được những cái hiểu lầm không đáng có hạnh phúc đang có cũng sẽ giúp cho các bạn có thái độ tích cực hơn mỗi ngày trong công việc Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, ấy, những người tuổi sửu cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tăng hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi sửu. Đó là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo con giáp may mắn thứ tư mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay không hay khác đó chính là những người tuổi mão thưa quý vị nói chung vậy trong ngày hôm nay những người tuổi mão được cục diện thiên tài nó xuất hiện cái thiên tài này cũng xuất hiện trong nguyên lá số tử vi của những người tuổi mão cho thấy con giáp này có thể gặp nhiều cái niềm vui về tài lộc dù bất kỳ cái thời điểm nào trong ngày thì các bạn cũng có thể kiếm được nhiều cái khoản hơn dự tính và ngày càng cho thấy cái duyên buôn may bán đắt của những người tuổi mão vốn dĩ những người tuổi mão là những người có tham vọng lớn cần có một cái cơ hội để phất lên thì ngày hôm nay chính là cái dịp hiếm có mà các bạn nên tận dụng các bạn cũng có thể hợp tác với những người khác để có thêm cái sức mạnh cũng như là gì có thêm cái sức cạnh tranh và cái nguồn lực mở rộng quy mô giảm thiểu cái rủi ro tài chính ở trong ngày hôm nay được cục diện ngũ hành tương sinh vậy nên tình cảm lứa đôi của những người tuổi mão nói chung cũng khá là ngọt ngào hai bạn nhận về khá nhiều cái sự ủng hộ và cái sự đồng tình của những người xung quanh công việc bận rộn nhưng cả hai vẫn luôn dành nhiều thời gian để quan tâm đến nửa kia của mình. Vì thế, để bảo vệ cái hạnh phúc và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi mão cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mão. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ năm trong cái ngày mùng 9 tháng 2 lịch ngày Tân Tỵ không ai khác đó chính là những người tuổi Thìn. À quý vị thân mến, nói chung trong ngày hôm nay, những người tuổi Thìn sẽ cảm thấy vô cùng là sung sướng tự hào khi mà hoàn thành được một vài cái mục tiêu nào đó mà bản thân vẫn mong mong lắm từ lâu. Được chính ấn nó tương trợ giúp đỡ, vậy nên sau bao cái gian khó, những người tuổi thìn cũng đạt được những thành tựu xứng đáng với cái công sức mà mình bỏ ra. À, cũng trong ngày hôm nay thì những người làm trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán cũng sẽ tìm được cái thị trường tiềm năng để và gì phát triển cái năng lực của mình. Cái sự nhanh nhẹ và nhẹ bén với cái thị trường cũng sẽ giúp cho những người tuổi thìn làm đâu thì thắng đấy, bội thu lợi nhuận, bỏ xa đối thủ sau lưng, lại thêm được cục diện ngũ hành tương sinh. Vậy nên các cặp đôi trong cái khoảng thời gian này thì có thời gian bình yên yên vui lãng mạn bên cạnh những người mình yêu thương à, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cả hai vẫn muốn đồng lòng nắm tay vượt qua tất cả những người độc thân thì hài lòng với cái tình trạng hôn nhân hiện tại không quá sốt ruột khi mà nhân duyên nó chưa tới vì thế để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình những người tuổi thìn hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí, thìn để được trợ mệnh ngộ thân vòng nó được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thìn. Đó là con giáp may mắn thứ năm. À, tiếp theo con giáp may mắn thứ sáu mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay không ai khác đó chính là những người tuổi mùi. À, thưa quý vị dưới tác động của cái cắt tinh thiên ấn mà những người tuổi mùi đang có lợi thế hơn trong cái cuộc cạnh tranh về chức vụ về quyền lực ở nơi làm việc à, con giáp này được quý nhân tương trợ nên tìm ra nhiều cái cơ hội để rút ngắn cái khoảng cách và gì từ đó sẽ đi tắt đón đầu những cái điều mà bản thân mình mong muốn à, tuy nhiên các bạn cũng không nên ỉ lại quá nhiều vào cái may mắn như vậy nó sẽ làm bản thân lười biếng thiếu đi cái trí tiến thủ và gây ra nhiều cái chuyện thị phi ảnh hưởng tới chính bản thân cũng như là những người giúp đỡ mình. Quý vị hãy luôn cho thấy cái năng lực của mình là xứng đáng nhận được những cái lợi thế như hiện tại. Thêm nữa, trong ngày hôm nay được cục diện ngũ hành tương sinh nên là cái chuyện tình cảm của những người tuổi mùi cũng được thăng hoa nhưng mà cũng sẽ rất ổn định, cảm giác bình yên và thoải mái khi ở bên nhau cũng sẽ giúp cả hai người trân trọng cái mối quan hệ này. Chẳng cần phải đau to búa lớn, miễn là đủ tin tưởng thì tình yêu cũng sẽ luôn được bền vững. Vì vậy để bảo vệ cái hạnh phúc gia đình và mang lại cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi mùi cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi, mão, mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi cho những người tuổi mùi đó là con giáp may mắn thứ sáu. À, thưa quý vị à, như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong ngày 9 tháng 2 âm lịch ngày tân tỵ đúng không ạ và trong ngày hôm nay chúng ta sẽ có 6 con giáp được thần tài chiếu mệnh thần may mắn gọi tên đó được gọi là gì phú quý lâm môn đấy à, đó là những tuổi sau một là những người tuổi thân hai tuổi dậu ba tuổi sửu bốn tuổi mão năm tuổi thìn và sáu là những người tuổi tuổi mùi đó là sáu con giáp được thần tài chiếu mệnh thần may mắn gọi tên trong ngày mùng 9 tháng 2 âm lịch ngày Tân Tỵ. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.